Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh trường Gateway. Tối ngày 27 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy cho ra phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyễn Bích Quy, sinh năm 1965, trú phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, người đưa đón học sinh trường Gateway để điều tra về tội vô ý làm chết người. Khởi tố bà Nguyễn Bích Quy trong vụ bỏ quên học sinh trên xe ô tô dẫn đến tử vong. Được biết, sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can vào sáng ngày 27 tháng 8, tối cùng ngày, Công an quận Cầu Giấy đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh trường Gateway để điều tra về tội vô ý làm chết người, theo điều 128 Bộ Luật Hình Sự. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy, bà Quy bị cáo buộc vô ý lại không kiểm tra hết trên xe mà đã đóng cửa bỏ đi, dẫn đến việc bé Lê Hoàng Long bị bỏ quên trên xe ô tô Ford Genesis biển kiểm soát 29B06956 suốt 9 tiếng đồng hồ vào ngày 6 tháng 8. Kết quả giám định, bé chết vì sốc nhiệt, suy hô hấp, không có nguyên nhân bệnh lý. Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy cũng cho rằng cái chết của cháu L có trách nhiệm của tài xế Doãn Quý Phiến, sinh năm 1966, nhân viên hợp đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Ngân Hà, không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa mà phó mặc cho người đưa đón. Hai người này cùng bị Viện Kiểm sát xác định đã vô ý và cầu thả. Theo Viện Kiểm sát quận Cầu Giấy, đây là kết quả điều tra bước đầu trong quá trình làm sáng tỏ vụ án, xem xét trách nhiệm của nhà trường Gateway. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Đưa đón. Chiều tối ngày 6 tháng 8, vợ chồng anh Lê Văn Sơn, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, bần thần khi nhận tin dữ từ trường Trung học Quốc tế Gateway, Cầu Giấy, Hà Nội thông báo con trai mình đã tử vong sau khi được đưa đi bệnh viện E Hà Nội. Anh Lê Văn Sơn, bố của cháu LHL cho biết, đây là buổi học thứ hai của cháu tại trường quốc tế Gateway.